Hôm nay tôi sẽ trình bày về ICS, tức là corticoid dạng hít và viêm phổi trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thật sự đáng lo hay không. Chúng ta biết rằng là cái nguy cơ của đợt kịch phát nó hiện hữu ở phần lớn những cái bệnh nhân mà bị SUPD. Người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn SUPD thì có khả năng đến gần 80% bệnh nhân có ít nhất là một đợt kịch phát trung bình nặng trong vòng một năm. Và các cái tỷ lệ tử vong của những cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bị đợt cấp mà sau khi đã nhập viện và sau đó được điều trị ổn và cho xuất viện thì cái tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân của những ngày sau xuất viện nó sẽ gia tăng tịnh tiến. Cái tỷ lệ tử vong 30 ngày sau khi mà xuất viện khoảng 5% và từ đó nó tăng dần đều và người ta thấy rằng là sau 3 năm thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sau cái đợt cấp đó nó lên đến 40%, một cái tỷ lệ rất là đáng sợ. Và người ta thấy rằng là ở bệnh nhân Việt Nam của mình á, thì cái gần 50% những cái bệnh nhân Việt Nam thì bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có cái đợt cấp trong vòng 12 tháng trước, và cái số trung bình của một cái đợt cấp mà người ta bị đó là khoảng 2 cơn trong một năm. Trong cái mục tiêu điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định thì chúng ta đã biết rằng là chúng ta cần phải đạt được cái hai mục tiêu. Cái thứ nhất là phải làm giảm được cái triệu chứng của người bệnh, và thứ hai là phải giảm được cái nguy cơ của người bệnh. Trong cái giảm triệu chứng thì mục tiêu quan trọng nhất là phải giảm được cái triệu chứng, tức là cái tình trạng khó thở của người bệnh. Bên cạnh đó chúng ta sẽ cố gắng cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng như cải thiện được cái khả năng gắng sức của người bệnh. Cái mục tiêu về giảm nguy cơ thì chúng ta phải đạt được cái chuyện là phải ngăn ngừa và điều trị được tốt các cái cơn cấp, đợt cấp của người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai là phải ngăn ngừa được cái sự tiến triển của bệnh cũng như là cố gắng làm giảm được cái tỷ lệ tử vong của người bệnh. Trong các cái mục tiêu nhằm làm giảm nguy cơ này thì quan trọng nhất là ngăn ngừa và giảm các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về cái chế độ điều trị thuốc ban đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo Gold thì dựa vào cái tình hình khó thở, tình trạng khó thở của người bệnh cũng như là cái nguy cơ của đợt cấp để người ta chia ra bệnh nhân thành các cái nhóm A, B, C, D. Trong đó nhóm D là cái nhóm nguy hiểm nhất, là nhóm bệnh nhân có cái triệu chứng khó thở nhiều, nặng và có nhiều cái nguy cơ của cơn kịch phát. Trong cái điều trị ban đầu của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhóm D thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc giãn phế quản đơn như là Lama hoặc là giãn phế quản kép như là LABA phối hợp với LAMA trong trường hợp bệnh nhân cái triệu chứng khó thở là chủ yếu, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái điều trị ban đầu là ICS LABA nếu mà bạch cầu ái toan trong máu của bệnh nhân trên 300 con trên 1 mm khối. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái đáp ứng với điều trị ban đầu của bệnh nhân và sau đó sẽ lên cái kế hoạch để điều trị lâu dài của bệnh nhân. Khi mà điều trị lâu dài thì thường là chúng ta sẽ phân ra bệnh nhân thành hai kiểu hình, một là nổi trội bằng cái triệu chứng khó thở và hai là nổi trội bằng cái triệu chứng nhiều đợt cấp. Và chúng ta thấy rằng là đại đa số các bệnh nhân, cái điều quan trọng của người bệnh là những cái bệnh nhân mà có nhiều cơn cấp, và trong cái chiến lược điều trị của những bệnh nhân nhiều cơn cấp này thì chúng ta thường phải sử dụng cái ICS LABA để mà quản lý điều trị, đặc biệt trên những cái bệnh nhân mà có bạch cầu ái toan trong máu trên 300 con hoặc là bệnh nhân có nhiều cơn cấp lớn hơn 2 cơn cấp trong năm vừa qua. Gold người ta cũng nói rất là rõ rằng là cái chiến lược mà điều trị bằng thuốc mà có sử dụng ICS LABA cho những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng là nó đã giúp cải thiện được cái chức năng phổi cũng như cải thiện được cái tình trạng sức khỏe người bệnh cũng như là giảm được tần suất của các cơn kịch phát ở những cái bệnh nhân SUPD ở mức độ từ trung bình tới nặng. Tuy nhiên khi mà quản lý điều trị với những cái bệnh nhân có quản lý điều trị bằng ICS phối hợp với LABA, tức là có ICS, thì người ta quan ngại một cái chuyện đó là nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ viêm phổi ở những cái bệnh nhân mà SUPD nặng. Ngoài ra thì Gold cũng xác nhận rõ ràng rằng là các cái kiểu điều trị triple therapy bao gồm ICS phối hợp với LABA và LAMA nó sẽ giúp cải thiện tốt được cái tình trạng sức khỏe, cải thiện chức năng hô hấp cũng như là làm giảm được các cơn kịch phát tốt hơn là so với đơn trị thuốc giãn phế quản hoặc là giãn phế quản kép hoặc là ICS phối hợp với LABA. Và Gold cũng đưa ra một cái tiêu chí rất là rõ ràng để cho chúng ta quyết định cái việc sử dụng ICS trong điều trị của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
đó là người ta cho rằng là chúng ta có thể sử dụng tốt và ủng hộ cho việc điều trị của ICS trong trường hợp bệnh nhân có cái tiền sử có nhiều cơn kịch phát, có một cái cơn kịch phát nhập viện trong năm vừa qua, hoặc là bệnh nhân có nhiều cơn kịch phát, tức là có hơn 2 cơn kịch phát trong năm vừa qua, hoặc là LC trong máu mà nó lớn hơn 300 con trong 1 mm khối, hoặc là tiền sử, hoặc là có bệnh đồng mắc hen ACO. Và người ta cũng nói rõ rằng là trong những trường hợp sau đây thì không nên không ủng hộ cho việc sử dụng ICS trong điều trị bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là những cái bệnh nhân mà có nhiều cái biến cố viêm phổi lặp đi lặp lại, hoặc là eosinophil trong máu dưới 100 con trên ml khối, hoặc là tiền sử có tiền sử nhiễm lao, nhiễm mycobacterium. Một cái nghiên cứu của Cavendish cho thấy rằng là nhóm những cái bệnh nhân mà sử dụng ICS-LABA là budesonide formoterol, nó sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian đến cơn kịch phát đầu tiên so với cái việc các bệnh nhân chỉ sử dụng một cái LABA là formoterol, hoặc là một cái ICS đơn thuần là budesonide. Thì cái ICS phối hợp với LABA budesonide formoterol nó sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian đến cơn kịch phát có ý nghĩa trên những cái bệnh nhân được sử dụng với ICS-LABA. Trong 4 cái nghiên cứu khác thì của các cái tác giả là Safransky, Kaplan-Leigh, Reno và Sarah Khanet cũng cho thấy rằng là nhóm những cái bệnh nhân mà sử dụng budesonide formoterol nó cũng giúp làm giảm tốt những cái tần suất những cơn kịch phát hơn so với bệnh nhân chỉ sử dụng một cái LABA đơn thuần là formoterol. Trong cái nghiên cứu PATHOS thì người ta cũng chứng cho thấy rằng là so sánh cái tác dụng của 2 cái ICS-LABA là budesonide formoterol so với fluticasone salmeterol trong làm tác dụng làm giảm tỷ lệ cơn kịch phát, thì cho thấy rằng là budesonide formoterol nó làm giảm tỷ lệ những cơn kịch phát tốt hơn so với nhóm bệnh nhân sử dụng fluticasone salmeterol. Ngoài ra cũng trong nghiên cứu PATHOS này cho thấy rằng là những bệnh nhân nào mà sử dụng bằng cái ICS-LABA là fluticasone salmeterol thì cái tỷ lệ viêm phổi nó tăng cao hơn hẳn, tăng hơn 73% so với nhóm bệnh nhân cũng sử dụng ICS-LABA nhưng mà là sử dụng budesonide formoterol. Trong một cái nghiên cứu gộp RCT TRICO năm 2015 được thực hiện trên 208 nghiên cứu cùng với 58 bài báo cáo trên tổng số gần 135.000 bệnh nhân, thì cho thấy rằng là nhóm những bệnh nhân sử dụng ICS sau đây thì có cái nguy cơ viêm phổi cao hơn. Đó là nhóm những bệnh nhân sử dụng cái fluticasone salmeterol hoặc là fluticasone vilanterol hoặc là chỉ sử dụng fluticasone đơn thuần. Thì nhóm những cái bệnh nhân này nó mới nguy cơ đưa đến cái tình trạng viêm phổi cao hơn hẳn. Trong cái nghiên cứu của Mi-Gi-Shin thì cũng cho thấy rằng là cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng ICS với là fluticasone thì nó gây ra cái tác dụng phụ viêm phổi cao hơn hẳn so với cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng ICS là budesonide. Đây là một nghiên cứu của Giang, một tác giả ở Đài Loan năm 2017 về cái vấn đề đánh giá nguy cơ bệnh nhân viêm phổi của budesonide formoterol so sánh với fluticasone salmeterol ở bệnh nhân SUBD tại Đài Loan từ dữ liệu Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Và trong cái nghiên cứu này thì cái thiết kế nghiên cứu thì như vậy, và người ta định nghĩa viêm phổi là những cái bệnh nhân SUBD đòi hỏi phải nhập cấp cứu hoặc là nhập viện vì tình trạng viêm phổi. Còn cái viêm phổi thở máy là những bệnh nhân viêm phổi, bệnh nhân SUBD đòi hỏi thở máy do tình trạng suy hấp. Và trong cái nghiên cứu này của Zhang năm 2017 thì cho thấy rằng là cái nguy cơ viêm phổi và viêm phổi thở máy ở nhóm những bệnh nhân điều trị bằng fluticasone salmeterol nó cao hơn hẳn so với nhóm bệnh nhân được điều trị bằng budesonide formoterol. Nhóm tử vong tăng lên gấp 1.09 lần, viêm phổi tăng lên gấp 1.13 lần và nguy cơ viêm phổi thở máy tăng lên 1.14 lần. Một cái nghiên cứu khác của tác giả Lodis năm 2020, người ta phân tích hệ thống các cái nghiên cứu so sánh trực tiếp để đánh giá xem có sự khác biệt về nguy cơ viêm phổi giữa fluticasone và budesonide hay không. Và trong cái nghiên cứu này về cái tiêu chuẩn chọn nghiên cứu bệnh nhân là những cái bệnh nhân được đánh giá là bị mắc SUBD trên 18 tuổi và có được điều trị với cái liệu pháp là có chứa ICS. Trong cái nhánh can thiệp thì người ta sử dụng cái ICS ở đây là budesonide
Và trong cái nhóm so sánh thì người ta sử dụng là cái chế phẩm ICS để được điều trị là fluticasone. Và cái tiêu chí đó là các cái viêm phổi là tiêu chí chính hoặc là phụ trong các nghiên cứu quan sát. Và người ta xác định cái tình trạng viêm phổi trên các bệnh nhân này bằng các cái nghiên cứu quan sát như là hồi cứu, tiến cứu, tức là ghi trong bệnh án, hoặc là trên các cái thử nghiệm lâm sàng như là ngẫu nhiên hoặc là không ngẫu nhiên bằng tiếng Anh. Và thời gian để tiến hành cái nghiên cứu này là từ ngày 1 tháng 1 năm 1969 cho tới ngày 31 tháng 5 năm 2019. Đó là cái thời gian công bố cái nghiên cứu. Và kết quả của cái nghiên cứu này, để thỏa cái tiêu chí nghiên cứu này, thì nó có một cái nghiên cứu RCT và 5 nghiên cứu về quan sát. Và trong cái 6 cái nghiên cứu này thì cái chẩn đoán viêm phổi người ta sẽ dựa vào cái chẩn đoán dựa trên bệnh án, là dựa vào lâm sàng bệnh án và các hình ảnh, hoặc là người ta dựa vào các cái mã bệnh được sử dụng theo phân loại mã bệnh quốc tế. Còn các cái mức đạo độ nặng của viêm phổi thì người ta sẽ dựa vào cái tình trạng bệnh nhân viêm phổi được nhập viện hoặc là nhập cấp cứu cho tình trạng viêm phổi, và cái trường hợp nhập viện được định nghĩa là cần thở máy, hoặc là những cái trường hợp được xác nhận trên bệnh án rằng là tử vong là do viêm phổi được xác nhận trên mã ICD-10, hoặc là nhập viện là do viêm phổi, hoặc là số ngày nằm viện do viêm phổi. Và cái kết quả của cái nghiên cứu tổng hợp này thì cho thấy rằng là cái nguy cơ viêm phổi nó tăng lên 13,5% ở nhóm những cái bệnh nhân được điều trị bằng fluticasone so với nhóm bệnh nhân được điều trị bằng cái budesonide. Và cái nguy cơ mà viêm phổi nặng nó cũng tăng lên đến 14,4% ở nhóm những cái bệnh nhân được điều trị bằng fluticasone so với nhóm những bệnh nhân được điều trị bằng budesonide. Như vậy thì trong cái quản lý điều trị bệnh nhân COPD, chúng ta thấy rõ ràng rằng là chúng ta cần phải cá thể hóa điều trị bệnh nhân COPD theo các cái đặc điểm điều trị được của bệnh nhân COPD. Và thường là khi mà trong giai đoạn tương đối bệnh nhân ổn định thì thường là chúng ta sẽ phân bệnh nhân thành hai cái loại kiểu hình mà nổi trội, đó là kiểu hình khó thở hoặc là kiểu hình có nhiều cơn cấp, để mà chúng ta sẽ quản lý điều trị bệnh nhân COPD. Trong quản lý điều trị bệnh nhân COPD cần phải tập trung ngăn ngừa và điều trị cơn cấp, và đây là một trong những cái mục tiêu nhằm làm giảm nguy cơ rất là quan trọng trong quản lý điều trị bệnh nhân COPD. Và trong cái việc mà quản lý điều trị bằng việc tập trung ngăn ngừa và điều trị các cơn cấp này thì ICS nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái điều trị những bệnh nhân COPD có nhiều cơn cấp. Tuy nhiên, khi mà sử dụng cái ICS để quản lý điều trị những bệnh nhân COPD, đặc biệt là những bệnh nhân COPD với nhiều cơn cấp này, thì chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ viêm phổi do cái việc điều trị sử dụng cái ICS ở những cái bệnh nhân COPD được điều trị với fluticasone thì nó cao hơn hẳn so với được điều trị bằng budesonide. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.